chung nhà nhưng không cùng đẳng cấp. BZ One lại hơn Sirius tới 10 cũ, nhưng mà anh em vẫn mang hai dòng xe này ra là đề tài so sánh. Dòng xe đang làm mưa làm gió trong thời gian vừa qua, đến thời điểm hiện tại vẫn còn rất là hot. Ngoài việc so sánh với lại Honda City 125 thì một dòng xe nữa cũng được réo tên đó là Sirius. Một điều mình thấy cũng hơi lạ là gà cùng một nhà mà sao cứ thích đá nhau thế nhỉ. Như trẻ sơ sinh mới chào đời, còn bên thì đã có thâm niên trong giới, thì theo mình thấy cái sự so sánh này nó hơi bị khập khiễng. Tại vì ngoài việc động cơ có chút giống giống nhau thôi, còn lại tất cả những chi tiết trang bị trên xe thì hoàn toàn khác biệt. Tổng thể ngoại hình khi nhìn vào thì cũng đã thấy được rõ sự khác biệt rồi. BZ One thì sẽ thiên về cái việc chạy địa hình, chạy đa dụng. Điển hình như là phần phục phía trước nè, rất là dài luôn, dài hơn hẳn so với là Sirius cũng như là cái phần lớp gai này. Nhìn vô một cái là biết đặc trưng của xe này là như thế nào rồi, đúng không? Còn đối với Sirius thì tất nhiên rồi, một dòng xe dùng để chạy phổ thông, chạy trong đô thị thì chắc chắn là sẽ có những cái phần lớp trơn như thế này, kèm với đó là những cái rãnh lớp để thoát nước. Và phần kích thước lớp phía trước cũng sẽ nhỏ hơn so với BZ One. Và bù lại thì bản mâm sẽ có phần lớn hơn, 17 inch so với BZ One là chỉ có 16 inch thôi. Và phần phục chắc chắn cũng sẽ ngắn hơn so với lại BZ One. Hai phần lớp này chắc chắn cũng sẽ mang lại cái cảm giác vận hành khác nhau. Đối với lớp gai á, thì đi đường hình thì có thể là sẽ tốt, nó sẽ những cái gai này sẽ bám sâu vào trong đất, cũng như là khi mà mình chạy qua những cái đoạn bùn lầy á, thì cho dù bùn lầy có dính vào những cái rãnh này thì cũng sẽ mau văng ra ngoài. Còn khi sử dụng trên đường bằng, trên phố á, thì khi mà anh em chạy nhanh sẽ cảm nhận rất rõ những cái xung động truyền từ mặt đường lên lớp xe, cũng như là tác động lên tay lái, thì những cái lực này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mình. Khi mà mình sử dụng xe lâu á, thì chắc chắn là sẽ bị mỏi và bị mệt. Còn đối với những loại lớp trơn như này thì sẽ tối ưu hơn cho việc đi đường bằng. Cái này cũng không cần quá nói nhiều đúng không, cũng đã quá quen thuộc rồi. Nhưng mà khi mà mình đi địa hình, đặc biệt là những nơi có bùn lầy á, thì những cái bùn lầy rất là dễ bị bám vào những cái rãnh này và khiến cho lớp mình nó bị mất độ bám và cực kỳ trơn khi mà mình dùng để đi địa hình. Và khi mình đi qua những đoạn đường đất đá thì những cái phần đá cứng cũng có thể kẹt vào trong này, sẽ ảnh hưởng rất nặng đến lớp và sẽ gây giảm độ bền. Từ phía góc lái thì phần ghi đông được đặt rất là cao. Việc này thì rất là cần thiết khi mà mình đi địa hình, bởi vì một số đoạn đường xấu á, mình phải cần đứng lên để mình có thể quan sát được toàn bộ tầm nhìn phía trước, cũng như là mình có thể dễ dàng làm chủ chiếc xe hơn khi mà mình vượt qua những cái địa hình mấp mô đó. Như anh em thấy đây, khi mà mình đứng lên thì cái lưng của mình cũng không bị cong, nhưng mà còn khi mà cần ghìm chắc xe thì một tạo ra một cái tư thế rất là thoải mái. Còn đối với lại Sirius thì chắc chắn rồi, một cái phần thiết kế để tối ưu cho cái việc vận hành trên phố. Ngoài ra nữa là một chi tiết cũng hỗ trợ rất tốt cho việc vừa địa hình, đó là cái phần phản sáng gầm này. Trong phân khúc dòng xe phổ thông mà trong tầm giá này á, thì rất là ít có những chiếc xe nào mà có phản sáng gầm rộng lớn như thế này. Thì cái phần này khi mà kết hợp với một cái ốp che chắn như đây á, thì thật sự luôn mình có thể đi những cái địa hình đất đá vô tư luôn mà không có sợ bị ảnh hưởng quá nhiều đến xe. Với nhu cầu sử dụng thông thường thì chắc chắn không chỉ phục vụ cho người ngồi trước mà vẫn phải đảm bảo cái sự thoải mái cho người ngồi sau. Thì cá nhân mình thấy BZ One nó có phần yên sẽ hơi cứng đó, những do sẽ hơi cứng và phần yên phía sau cũng sẽ khá là nhỏ. Thì chắc chắn rồi, một chiếc xe dùng để đi chơi, đi chill và đi vượt địa hình thì không có đặt nặng về phía yên sau cho lắm. Ngược lại thì đối với Sirius thì rất thoải mái. Cái này là mình đang chống đứng lên và vẫn có thể chống hai chân nè, bình thường, và tư thế lái ngồi cũng vừa phải. Cùng với đó là phần yên cũng sẽ có phần mềm hơn, và sử dụng dạng yên liền mảnh thì chắc chắn người ngồi sau cũng có cảm giác không có quá bị trông trên, bị cao và cũng sẽ có phần thoải mái. Một cái phần cần lưu ý nữa là với cái khoảng cách gầm to như thế này cùng với là cái lớp lớn thì chắc chắn khi mà trời mưa đi nhanh thì người ngồi sau sẽ có hiện tượng bị giăng nước lên lưng. Cái này là điều không tránh khỏi đối với những dòng xe thể thao rồi. Cái cả Exciter khi mà mình chạy nhanh thì cũng sẽ hay bị tình trạng đó. Vì là một chiếc xe ăn chơi cho nên có thể thấy ở đây đầy đủ hết cả những cái món cơ bản cho một chiếc xe mô tô phổ thông luôn, như là có nút tắt bật nhanh động cơ nè, rồi hazard đề phía bên trái, còn có cả nút passing nữa, rất là đầy đủ luôn. Thật sự thì mình thấy rất là hiếm trong phân khúc xe phổ thông mà trong tầm giá này sẽ có những cái công tắc đầy đủ như thế này.
Hồi nãy mình vừa nói tới việc gắn thêm ba ga gắn thùng, bởi vì phía dưới yên xe của BZ1 hầu như là không thể để được bất cứ gì cả. Ở dưới là sẽ có một cái bình xăng, và cái phần khu vực này á, mình chỉ có thể để được một cái áo mưa mỏng nhỏ cho một người thôi, là hết rồi. Phần yên sau thì mình không có thể tháo rời nhanh được như là những chiếc mô tô, bởi vì nó sẽ có một cái phần ốc dự phía dưới này. Đó, khi mà mình cần thay thế ba ga thì mình tháo phần yên này ra rồi mình gắn cái ba ga vô, và mình tích hợp thùng vô là ok. Phía sau cũng là phần niềng câm có thước là 16 inch và cái lớp là 90-100. Đó, mà anh em thấy ở đây kích thước rất là lớn, đảm bảo cho việc mình đi địa hình được êm ái và ổn định nhất. Còn đối với lại Sirius thì sẽ có một cái phần cốp. Nếu mà xét về phân khúc xe số thì phần cốp này đã đủ thoải mái để mình có thể bỏ áo mưa nè, bóp nè, rồi một cái cúi nhỏ vô đây vẫn có thể có đủ không gian để mình đựng tất cả những cái món đó. Mức giá cho dòng xe Sirius sẽ dao động từ 21 đến 25 triệu đồng tùy theo từng phiên bản là xăng cơ hay là FE, cũng như là sẽ dùng niềng câm hay là niềng đúc. Còn đối với là BZ1 sẽ có mức giá là khoảng 31 triệu đồng. Với những cái hơn mà mình vừa kể trên đó thì thật sự mình thấy chiếc BZ1 này một điểm rất là đáng giá. Nếu như anh em sử dụng chiếc xe này, mình không có thường xuyên đi địa hình đó, thì chỉ cần thay lại cái phần lớp trơn là có thể chạy thoải mái rồi. Nó như là một chiếc xe số bình thường, nhưng mà sẽ có cảm giác lái thể thao hơn, chất hơn, mà thu hút được rất là nhiều ánh nhìn của những người xung quanh. Thiết kế của xe thì cũng không cần phải bàn cãi rồi, tại vì hầu hết những ý kiến của những người đã từng thấy chiếc xe này thì đều có một cái nhận xét là đẹp, thể thao và lạ mắt. Nếu như anh em thích để nguyên bản thì thật sự chiếc xe vẫn rất là bắt mắt, nhưng mà hầu hết mình nghĩ là những người mà muốn lựa chọn chiếc xe này thì cũng sẽ có những cái cá nhân hóa riêng cho chiếc xe của mình. Để nguyên bản chạy cũng đẹp mà anh em muốn cá nhân hóa làm cho chiếc xe khác biệt hơn thì cũng không có gì khó. Hiện tại là bên Thái người ta cũng đã chơi dòng xe này sùm luôn rồi, thì chắc chắn một thời gian nữa thì Việt Nam cũng sẽ lộ ra phong trào độ BZ1 thôi. Và đó là những cảm nhận của mình về hai dòng xe BZ1 cũng như là Sirius. Anh em thấy sao về hai dòng xe này? Đó là bình luận phía dưới cho mình biết với nha.